Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bà Trương Mỹ Lan khẳng định với luật sư, với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, bà Lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn từng được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, nay phải đối diện với ba tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản, với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bà Trương Mỹ Lan được dư luận quan tâm và chú ý hơn cả. Về sức khỏe của bà Trương Mỹ Lan, luật sư Giang Hồng Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, một trong năm luật sư bảo chữa cho hay, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát được các cơ sở giam giữ như trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc, trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương và hiện nay là một trại tạm giam tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chăm sóc nên sức khỏe rất tốt. Mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa đồng nhất với quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng, nhưng bà Trương Mỹ Lan bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả của vụ án trong trường hợp tòa án phán quyết bà Lan có tội và có trách nhiệm bồi thường khắc phục. Bà Trương Mỹ Lan chia sẻ với luật sư, không phải bây giờ và trong tình cảnh hiện nay bà mới có đề xuất này. Trên thực tế, từ khi nhà nước có chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn vào năm 2011, theo lời vận động của ngân hàng nhà nước khi đó, bà Lan đã dùng nhiều tài sản có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng của bản thân và gia đình đưa vào ngân hàng bảo lãnh cho nhiều khoản nợ không phải của mình để làm phương án cơ cấu các khoản cấp tín dụng yếu kém trước đó, tránh cho ba ngân hàng không bị đổ vỡ, ảnh hưởng đến hệ thống có tổ chức tín dụng. Gia đình bà Lan cũng cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý. Sắp đến ngày xét xử, bà Trương Mỹ Lan mong muốn các cơ quan tố tụng xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo mọi vấn đề để ban hành quyết định thấu tình đạt lý cho bà và những người khác trong cùng vụ án. Trước đó, trong quá trình điều tra truy tố, bà Trương Mỹ Lan và 80 người khác, trừ 5 bị cáo đang bị truy nã, bị tạm giam ở nhiều cơ quan tạm giữ, tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và nhiều đơn vị công an ở phía Bắc. Đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác di lý các bị cáo đến thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho phiên tòa diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 3. Như đã thông tin, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lên lịch xét xử vụ án trên từ ngày mùng 5 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4. Bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Lan bị xác định có vai trò chính gây thiệt hại cũng như chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của ngân hàng SCB. Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 3 tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tạm giữ nhiều tài sản khủng về tiền trong giai đoạn điều tra đã thu giữ 590 tỷ đồng và 15 triệu đô la Mỹ. Đây là tiền thu giữ của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân cháu của Trương Mỹ Lan, tiền liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng một số dự án bất động sản, tiền lan giao cho người khác giữ và tiền gia đình các bị cáo nộp khắc phục hậu quả. Đến giai đoạn truy tố, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ của các bị cáo số tiền 55,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phong tỏa của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, 42 tài khoản mở tại các ngân hàng với tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và 8,5 triệu đô la Mỹ. Về bất động sản có 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cơ quan điều tra cũng đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can Trương Mỹ Lan, 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác. Kê biên 8 bất động sản tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Đối với tài sản thể hiện 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại Gia An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và chuyển số tiền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị can Trương Mỹ Lan ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn và một tài khoản mở ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh với tổng số tiền gần 790 tỷ đồng. Đối với cây biên ngăn chặn giao dịch cổ phần tại SCB và các công ty liên quan đến bị can Mỹ Lan, cơ quan điều tra kê biên gần 858 triệu cổ phần SCB của Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị can này, kê biên gần 138 triệu cổ phần của 5 công ty gồm Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sasco miền Bắc, Công ty Cổ phần Đầu tư Sasco Phú Quốc, Công ty Cổ phần TNH Hạ Long và Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, ngăn chặn 14.001 cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản Bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam, Cơ quan điều tra cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền hai tàu, 19 ô tô của bị can Mỹ Lan, Huệ Vân, do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án. Liên quan đến các bị cáo phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra truy tố đã thu giữ tổng cộng 25 tỷ đồng và 5,3 triệu đô la Mỹ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho các bị cáo. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch công ty Capella, đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc tổng số tiền gần 94 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp khắc phục 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 7 bất động sản liên quan. Theo dự kiến, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB với 86 bị cáo cùng nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, viện kiểm sát truy tố bà Lan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 mà không áp dụng theo Bộ luật hình sự năm 2015. Khi truy tố bà Lan theo Bộ luật hình sự năm 1999, viện kiểm sát tối cao lập luận rằng Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và ngay sau ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực. Tại quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41 năm 2017 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì những hành vi phạm tội xảy ra trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 thì xử lý theo điều khoản tương ứng Bộ luật Hình sự năm 1999. Những hành vi sai phạm nếu xảy ra sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 bị xử lý theo các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị can. Từ kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã ra soát, phân loại xử lý các bị can theo các tội danh cụ thể tương ứng với vị trí, vai trò, số lượng, tính chất, mức độ hành vi và lỗi của từng bị can. Theo các cơ quan tố tụng, bà Trương Mỹ Lan có hành vi sai phạm diễn ra trong thời gian dài trước khi Bộ luật hình sự hiện hành có hiệu lực. Cơ quan tố tụng áp dụng nguyên tắc có lợi cho người bị buộc tội, nên áp dụng luật cũ đối với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ luật Hình sự năm 1999 thay vì áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể ở tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, viện kiểm sát truy tố bà Lan theo khoản 3, điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù, thay vì áp dụng khoản 4, điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Cáo trạng vụ án cho biết, hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị đánh giá là có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần của SCB, chỉ đạo điều hành và thao túng toàn bộ hoạt động của SCB. SCB đã trải ngân cho 1.366 khách hàng là 710 cá nhân và 656 tổ chức. Trong đó, nhóm của bà Trương Mỹ Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng. SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Trương Mỹ Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB với số tiền là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Như vậy, SCB ngoài việc mất số tiền gốc bị chiếm đoạt, ngân hàng này phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất.